Sức mạnh cá nhân. Trời ơi. KVK 2 330 mờ bào. Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì review với anh em à cứu nhưng mà bay về chơi K2 nhé anh em. Thì để xem ngày hôm nay cái tài khoản của mình review thì có cái điểm gì sẽ gây ấn tượng cho anh em không nhá. Vương quốc 3135 nhé anh em. Vương quốc 3135 và liên minh cấp 21. Đầu K2 và 21 là cũng khá là tài muộn rồi. Rồi còn bây giờ thì anh em mình sẽ xem chi tiết về cái tài khoản này nha. Số ngày đăng nhập liên tục là 1360 ngày. Wow, cũng khá lâu rồi đúng không anh em? Cũng gọi là dân cày cuốc game ra rồi đấy, bởi vì ngàn ngàn ba là cũng cực kỳ lâu rồi. Số VIP là VIP 16 và còn khoảng 150k game nữa là lên được VIP 17. Wow, có nghĩa là tốc độ VIP nhanh, mình nhanh hơn cả mình. Mình bây giờ K 7 ngày mà còn 400k game nữa. Nói chung là bây giờ anh em cày cuốc có vẻ rất là khét. Mức sức mạnh hiện tại là đang 74 triệu sức mạnh và đang sử dụng đế chế Ottoman. Khá nhiều người chơi sử dụng nền văn minh đế chế Ottoman. Điểm tiêu diệt là 3 tỷ mốt, nhưng mà để xem thông tin chi tiết của cái điểm tiêu diệt này nó như thế nào nhé. Ở đây là mình thấy QT4 là 134 triệu QT4 và QT5 là 87 triệu QT5. Như vậy là nằm ở cái mức ổn áp nhé anh em. Mình thấy Q-bon như vậy là cũng là ổn áp rồi. Cá nhân mình chơi thì lúc trước thì cũng vậy. Cái tầm khoảng K2, K3 ngày thì Q-bon mình cũng tầm này. Cũng khoảng trên dưới 3B. Nhìn chung là nó nằm ở cái mức trung bình khá so với số đông của người chơi game này. Mình thường so sánh thì mình sẽ lấy số đông người chơi để mình so sánh, chứ mình không so sánh với cá nhân của riêng mình hoặc là của một vài cá nhân nào đó. Thế nên sẽ có ít nhiều là nhiều anh em sẽ vào comment: chơi lâu thế này mà kill bon thế này là thấp rồi, thế này thế kia. Thì cái mà mình so sánh là mình so sánh với số đông. Đó là mình cũng muốn chia sẻ để cho anh em hiểu rõ hơn về cái cách mình review và mình so sánh nó như thế nào nhé anh em. Bây giờ thì sẽ xem về thông tin chi tiết. Mức sức mạnh tối đa lên tới 95 triệu sức mạnh. Wow, bầu khá là cao đấy. Chết 22 triệu lính, chết cũng nhiều nè. Thu thập tài nguyên 23 tỷ và hỗ trợ tài nguyên 13 tỷ. Mình đã nói rất là nhiều trong những video mình review bạc rồi. Có thể là keyboard anh em không cao, nhưng cái death anh em cao nó cũng thực sự rất là có ý nghĩa. Death ở đây là trong trường hợp mà anh em không có thời gian chơi và Kingdom bắt buộc phải có KPI thì anh em cũng có thể lựa chọn. Thay vì không có thời gian chơi, không có thời gian để đánh on field nhiều thì kill bond của anh em sẽ không được cao, nhưng mà anh em sẽ lựa chọn dead lính bằng cách là gửi lính vào rally, vào đồn trú, cờ pháo đài các thứ, thì cái này nó cũng rất là lợi ích nhé anh em. Thế nên là đôi khi review một cái tài khoản có cái mức kill bond không cao nhưng dead người ta cao thì anh em cũng phải cân nhắc với cái việc là tại sao mà dead người ta cao. Cũng có thể một phần lý do là zero, nhưng cũng có thể một phần lý do là người ta không có thời gian chơi và bắt buộc là phải nhồi rally, nhồi thủ cơ để cho lính nó chết theo cái KPI mà Vương quốc đã đưa ra đó. Thế nên là nó cũng có nhiều khía cạnh để cho anh em theo dõi một cái tài khoản nó được tốt hơn nhé anh em. Rồi còn mình, quan điểm cá nhân của mình đánh giá thì những cái thông tin về chỉ số như vậy là cực kỳ ổn áp rồi. Tiếp đến thì xem một chút về phần một chỉ huy. Ở đây thì cái giai đoạn đầu game chủ cũng khá là đầu tư, vì ở đây mình thấy Matt Comina, Matt RC, wow, Matt Saladin, Matt Alex, Matt CM. Ôi, có thể nói là dàn tướng K2 là có thể khá là mạnh. Mà bay về chơi K2 là đúng bài rồi. Nhưng mà mình nghĩ đối với cái tài khoản mà chơi lâu như vậy thì cũng có thể là anh em lựa chọn một cái trải nghiệm game mới hơn. Chứ còn cá nhân mình thì mình vẫn thích đánh chân phạt hơn. Bởi vì đánh chân phạt thì anh em sẽ cải thiện được cái chỉ số giết T5, nó sẽ ổn áp hơn là anh em đánh K2 và K3. K3 thì bây giờ vẫn còn rất là nhiều người chơi sử dụng T4. Xem một chút về lính nha. Lính 2.3 triệu, như mình nói trong rất là nhiều video rồi, anh em không cần phải chen nhiều lính và chỉ cần đủ lính để đánh on field là được. Ở đây có 700 bộ T5, 500, 600 kỵ T5 và 300 cung, có khả năng là đánh bộ với kỵ khá là nhiều nhé anh em. Đổi shop KVK, mua trong vòng cuộn shop KVK. Mấy nhà này thì anh em chơi event là nó sẽ có nhé anh em. Nhà này thì OL mùa mấy đây? OL mùa 6 nè. Rồi vậy thôi. Còn nhà huyền thoại thì có hai nhà chăm sóc KBK, một nhà K1 và một nhà bút chữa lành. Nếu mà chơi bộ binh thì bây giờ anh em có thể đổi thêm một cái nhà bộ binh chăm sóc KBK cũng khá là tốt, vì nó bút phòng thủ rất là ổn áp nhé anh em. Tiếp đến là anh em mình sẽ xem một chút về kho nha.
bay về K2 mà không có tăng tốc, không có red trong kho thì coi như là cũng vứt nhé anh em. Bởi vì bay về K2 kiếm kill, cải thiện kill bond của anh em, mà anh em không có red, không có tăng tốc thì bay về làm gì, đúng không anh em? Thế nên là cũng phải lựa chọn. Ở đây là tăng tốc, ở đây là tài nguyên của chủ bạc, mình thấy cũng khá ít nè, không đủ để đánh đâu. Có khả năng là phải chuyển từ ạc farm thêm hoặc là phải làm cách nào đó. Chứ còn red như vậy là chỉ ngồi ngó thôi. Tăng tốc thì không còn chỗ nào chê cả, đúng không anh em? Như vậy là đánh K2 mượt rồi. Pick 7. Ôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 18, 22, 23, 24, 25. Cũng khá là nhiều trang bị cam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 món trang bị có tài năng đặc biệt. Không biết có tinh luyện không mà đập đồ như vậy là hơi bị khét đấy. Ở đây có một cái kiếm kỵ chân phạt, một cái món chân phạt có tài năng đặc biệt nè. Mình sẽ chất ngẫu nhiên những cái món còn lại chưa nổ tài năng đặc biệt để xem có tinh luyện không nhé. Đây, đúng rồi, chủ bạc tinh luyện nè. Mình thì mình không đánh giá cao về cái vấn đề tinh luyện khi mà anh em chưa đủ đạo để đánh on-field. Có khả năng là ở đây chủ bạc đã đủ đạo rồi. Vũ trang thì anh em mình sẽ xem trong cái phần tướng luôn nha. 135 tượng cam. Hơn 1k ngày chơi game mát bao nhiêu con tướng cam đây. Chẳng thà là giai đoạn đầu game nạp mát Mina còn hơn là mua gói ngày để mát cao cao, đúng không anh em? Cho nên là mát Mina thì nó vẫn xịn sò hơn. 1 con, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16. 16 con tướng cam mát, như vậy là mát nhiều đấy chứ anh em. Mát nhiều tướng chứ đâu phải ít đâu. Ở đây mình thấy có một đạo là Quang Vũ Alex. Ồ, khá là nhiều bộ binh. Taric Sago, như vậy là đánh chinh phạt, đánh hai đạo bộ. Quang Vũ với lại Sago, SC Taric. Là được hai đạo. Hai đạo meta. Hạng Vũ. Hạng Vũ thì chưa có Willy không? Đây. Willy mới 1-1-1, vậy là đánh Hạng Vũ Helmet. Là được một đạo kỵ. Netkey với Yuan đó là hai đạo kỵ. Ở đây mình thấy có Nebu nữa nè. Nebu với lại Di. Vậy là được thêm một đạo cung nữa. Như vậy nếu mà đánh chinh phạt thì anh em mình sẽ chết ở đây. Hai bộ, hai kỵ và một cung nhé anh em. Đây, những con tướng chính sẽ đi chinh phạt. Quang Vũ nè. Nebu nè. Hạng Vũ nè. SC nè. Netkey. Đó là còn những con tướng chính sẽ đi chinh phạt. À, còn đây là đang ghép cặp để đánh K2. Ghia đây. Một bộ ghia cam. Hai set ghia cam. Ba set vừa cam vừa tím. Mina cũng vậy nhá, vừa cam vừa tím. Vậy là được 4 set nè. Gì nữa là 5 set vừa cam vừa tím. Như vậy là đánh được 5 đạo. 1, 2, 3, 4, 5. Saladin 18 triệu tài năng. Trang bị vũ trang, trang cũng tạm ổn. Alex chục gì nãy mà đấm trên đấm K2 thì thôi, 47 triệu con Alex giết ghê thì chứ. Ta lên Alex nhá anh em, full bộ vũ trang. Di này, Di đánh đi chính luôn à. Đang nữa mình sẽ xem chủ ạc đánh Di với con gì nha. Di 29 triệu kéo man nè. 2 tỷ 5 man rợ. Kéo ác đấy. CM thì anh em mình nghĩ là nên chuyển lại cái tăng sát thương tấn công thông thường. Vũ trang hình vòm. Chứ còn mà để tam giác, bởi vì nó cũng phụ thuộc vào con tướng kẹp sau nữa. Nếu mà con tướng kẹp sau mà có sát thương kỹ năng thì là anh em kè dùng đồ hình tam giác được. Ta lên CM đây, anh em dùng cây này là chuẩn đó nè. Full bộ nhá cho nó khỏe. RC Mina. RC kéo man rồi. 2 tỷ. Vũ 13. Tài năng. Nebu nè. Hạng Vũ nè. Netkey nè. Thời lượng có hạn, thế nên là mình sẽ bấm tài năng từng tướng và không xem phần điểm giết cơ bản riêng của từng con tướng nha anh em, vì nó khá là tốn thời gian trong video.
dành cho những anh em mà muốn tham khảo, vừa xem review bạc và muốn tham khảo thêm những cái cây tài năng của tướng thì anh em cũng có thể xem như thế. Rồi, tướng tá thì quá nhiều, mát quá nhiều. Và mình thấy là khá là thuần về bộ, có khả năng lúc trước là chơi khá là thuần về bộ ấy. Bởi vì mát CM, mát RC, mát Alex là hiểu hàng thuần bộ như thế nào rồi. Lại thêm còn Hara nữa. Rồi, chủ ác sẽ đánh một đạo đầu tiên ở KVK 2 và 3. 2 chứ, 3 là bây giờ đánh trinh phạt rồi. Alex G, CM Tôn Tử, RC Mộc Lan, Salae và Mina Cao Cao. Mina Cao Cao. Còn ở đây là những đạo đánh chinh phạt là SC Tarik nè. À, Net với Yuan. À, Nebuja các lượng chứ không phải Nebuji nhé anh em. Nebuja các lượng. Cũng có thể đổi lại Nebuji cũng được, và hoặc là nâng gia các lượng chính Nebu phụ luôn. Cho gia các lượng đi chính bắn sướng hơn. Vũ Sago. À, Vũ Sago. Hạng Vũ Sa Đinh, mình nghĩ là không cần đánh hạng Vũ Sa Đinh đâu. Mình nghĩ là đánh hạng Vũ Mèo Mét vẫn khỏe hơn nhé anh em. Và sát thương kỹ năng thì vẫn nhiều hơn. Đó. Về đánh chinh phạt thì chủ ạ cũng đánh được 5 đạo đánh chinh phạt cũng khá là khỏe đấy. Không phải yếu đâu. Và cá nhân mình thì thích đánh... cá nhân mình thì thích đánh chinh phạt hơn, không thích đánh K2. Nhưng mà đôi khi bay về K2 nó cũng là một cái trải nghiệm mà trong trò chơi này. Đó, thế nó kiểu như là hành gà đó anh em. Săn gà hoặc là đánh mà cứ có cảm giác là đấm ai là report cũng lời. Đó, thế nên nó là cũng là một cái cảm giác ở trong trò chơi này. Rồi, còn bây giờ thì anh em mình sẽ xem một chút xếp hạng ở trong Kingdom này nhé. Xếp hạng nè, sức mạnh cá nhân 120 triệu, top 1. Máy giết người 4 tỷ. À, xem cộng KVK nè. Sức mạnh liên minh 1340, 6 tỷ 3. Mà đấy. Sức mạnh cá nhân. Trời ơi. KVK 2 330 mờ bào. Kinh khủng thật. Đúng toàn bot bự. Trời ơi đánh K2. Trời ơi K2 mà bâu nè. Đây là hành gà hay là gà hay là thành gà đây anh em. Tiêu diệt 80 tỷ, kỹ năng cá nhân. Trời ơi. Quả ạc phải gọi là ạc beat boss rồi. 20 tỷ, gần 20 tỷ điểm tiêu diệt. Đây, K2 đây. K2 về săn gà hay là thành gà anh em. Kill bon cao phết đấy, không phải đùa đâu. Rồi ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì cũng review cho anh em xem một cái tài khoản chơi cũng khá lâu rồi. Tuy nhiên là mốc VIP mình đánh giá là cũng khá là nhanh đấy. Về tướng tá với gear thì như anh em thấy là cũng cực kỳ ổn áp rồi, chứ không phải là dạng yếu đâu. Nhưng mà bay về chơi K2 thì chắc là sở thích của mỗi người. Và đôi khi anh em lại muốn trải nghiệm về một mùa K2, thử xem đánh với những anh em mới thì nó sẽ như thế nào. Thì cũng có thể là người ta sẽ lựa chọn bay về K2. Còn cá nhân quan điểm của mình thì mình không thích chơi K2. Mình thích chơi chinh phạt, bởi vì game nó sẽ hoành tráng hơn là chơi K2, K3. Đó kiểu vậy, K3 bị giận đỡ hơn chảy rồi. Còn không biết anh em thì nghĩ sao về cái tài khoản này, có cái điểm nhấn nào đặc biệt làm cho anh em lưu ý tới cái tài khoản này không? Thì anh em cũng có thể chia sẻ bình luận ở dưới những video nha. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Nhớ bấm ủng hộ cho mình, xin một like ủng hộ cho mình, đăng ký kênh nhé anh em. Cảm ơn anh em nhiều nha. Bye bye, xin chào anh em.